vì con nghĩ nếu kiếp trước tái sinh vào cảnh giới địa ngục, quả báo chịu cực hình. Nhưng kiếp sau, nếu được tái sanh lên làm người và quên đi kiếp xưa, thì cảnh giới địa ngục không có tính răn đe chúng sanh. Vì dù chịu cực hình bao nhiêu năm, nhưng khi tái sanh thì sẽ quên hết. À, thì cái câu này... đây cũng là cái vấn đề mà hồi nãy sư cũng không có đồng ý lắm với cái ý kiến của sư Chánh Tâm, là với cái ý nghĩa là cái nghiệp mang tính chất răng đe. Bởi vì vốn dĩ mình nói là răng đe là nó phải có một cái đối tượng nào đó, có một cái người cầm quyền để họ răng đe. Còn bản thân cái nghiệp á, vận hành một cách vô tư, nó giống như cái chuyện là bây giờ á, mình ăn cơm thiêu thì mình đau bụng. Cái chuyện đau bụng đó không phải là một cái đối tượng nào răn đe mình hết trơn hết trọi, mà do mình phải chịu trách nhiệm của cái quyết định ăn cơm thiêu đấy. Hoặc là mình đi cầu thang mà mình nhắm mắt mình nhảy bừa xuống rồi mình té gãy chân, thì cái chuyện mình té gãy chân không phải là răn đe để mình không có nhảy cầu thang, mà đó là cái kết quả mà mình sẽ phải nhận lãnh do cái quyết định của mình. Nhớ dùng đó. Cho nên cái các cái cảnh giới địa ngục nó cũng không phải là mang ý nghĩa răn đe, mà là chúng ta hành động như thế nào thì chúng ta sẽ đi về cảnh giới tương ứng như thế đó. Tại vì nếu như chúng ta nói là nó có răn đe đó, thì phải có người chỉ cho chúng ta thì nó mới gọi là răn đe. Ví dụ như ta là cái đấng tạo hóa, đó, ngươi đã thấy chưa đó, ngươi làm không vừa ý của ta, cho nên ta sẽ đọa, đầy đọa ngươi vào trong cái cảnh giới đó, để cho ngươi thấy được cái sự vĩ đại của đấng tạo hóa, để cho ngươi biết là ngươi không được làm cái chuyện đó nữa. Và sau đó do cái sự răn đe đó, ngươi sẽ nghe lời, sẽ trở thành một con chiên quan đạo. Thì đó mới gọi là răn đe. Còn theo cái sự luân hồi và cái nhân quả nghiệp báo thì chính chúng ta chịu trách nhiệm cho hành động của mình, chứ không có ai trừng phạt mình và cũng không có ai thưởng mình. Đấy. Rồi thì trong cái vấn đề này thì nếu như mà hai vị có ý kiến trái chiều hoặc là không đồng ý thì chúng ta có thể bàn luận. Dạ vâng. Thì mới nãy dùng cái từ nó cũng gây hiểu lầm chút đỉnh là sự răng đe, thì sự hiện tại góp ý rất là đúng. Chúng tôi cũng nhận sự hiện tại góp ý nó rất là đúng. Còn cái câu hỏi này để tôi giải quyết luôn. Sẵn camera này. Để... nãy đây nói là cái kiếp trước mình có trả cái gì đi nữa, mình có ở địa ngục, mình có ở súc sanh, có ở cái gì đi nữa, thì kiếp này mình cũng quên chứ gì. Không quý vị ơi, mình phải thấy cái này nè. Cái theo lời dạy của Đức Phật á, tôi cũng thấy tôi sống mấy chục năm này tôi khổ á, nhiều đó đủ để tôi hiểu nhân quả rồi, chứ không cần phải tôi nhớ đời quá khứ tôi rơi địa ngục sao đâu. Không cần nha. Đó, với cái nghiệp, tôi hiểu Đức Phật dạy như thế nào về nghiệp báo, về nhân quả, về giáo lý Đức Phật dạy, tôi hiểu cái cuộc sống này nó khổ thế nào. Với cái sanh tử này, hồi xưa tôi không có bố thí cho nên giờ tôi nghèo, hồi xưa tôi không làm về cho nên giờ tôi không được cái này nè, hồi xưa tôi làm cái này cho nên giờ tôi được cái này, thì nhiêu đó để mình thấy nhân quả rồi. Như đó, chứ không cần phải là để có thần thông thì nhìn mấy chục kiếp trước tôi đọa tì giờ tôi mới nảy lên, không phải cái trận, không cần cái chuyện đó, không cần cái chuyện đó. Mình nghĩ rằng là kiếp đời này mình quên hết rồi, nhưng
mình nghĩ đi, tại tại sao đời này mình sinh ra mình lại xấu trai mà mình không đẹp trai, đời này tại sao sinh ra mình giàu mà mình không nghèo như người ta, thật là người ta nghèo hơn mình. Nhiều đó là đủ mình thấy, đủ mình để mình thấy được cái kiếp xưa mình, cái đời xưa, thì xưa làm nay mới có, xưa không làm nay không có, hoặc là xưa làm ác cho nên nay mới chịu quả xấu, chứ không cần phải nhìn hiểu. Nhớ còn nhớ là hồi đó kiếp trước tôi đọa địa ngục, chịu khổ đau ở bị lửa thiêu đốt sao, cái đó không cần thiết. Đối với những người có cái niềm tin sâu sắc vào đạo Phật thì cái hiện tại đã đủ thấy quá khứ, và muốn biết quá khứ như thế nào nhìn hiện tại. Bây giờ giàu, người này bây giờ giàu là đời quá khứ, đời quá khứ đã từng bố thí cho nên bây giờ mới giàu. Ngược lại người nào bên đời quá khứ chắc xa nhiều cho nên bây giờ yểu mạng chết sớm, nhân quả nó trước mắt rồi đâu có cần phải nhìn đâu nữa, phải nhìn quá khứ, nhìn vị lai, nhân quả nó trên người quý vị rồi. À, xin mời hai vị. Đời vị đại đức, thưa quý vị, thì để nói câu trả lời này thì trong câu trả lời này có một cái điểm mà bản thân sư rất là lưu tâm. Cái sự lưu tâm của sư á, thì chính vì sự lưu tâm ấy nên sư cũng giải rõ cái vế này cho quý vị hiểu rõ hơn. Tại vì nếu mà lỡ chúng ta xem qua một cách hời hợt, chúng ta sẽ tự tưởng đây là cái điều đúng, thì cái này điều này nó không 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 đúng. Quý vị thì cái vế này thì cái vị đạo hữu này mới nói là như vậy: vì dù chịu cực hình bao nhiêu năm nhưng khi tái sanh sẽ quên hết. Cái điều này thì nó không đúng. Như vậy không đúng với tinh thần là Phật dạy, không đúng trong tinh thần kinh điển Pali. Tại vì đây là một cái điều khẳng định là nói là khi mà tái sanh sẽ quên sạch hết, quên hết, thì người này không đúng. Phải chăng đó, nếu mà nói chính nói mà cho nó chuẩn đúng theo tinh thần kinh điển thì phải nói là khi mà tái sanh là khó nhớ thôi chứ vậy, khó nhớ thì chứ không phải mà quên sạch đâu. Tại vì trong chuyện tiền thân của Bồ Tát, chuyện tiền thân Bồ Tát của cô Phật Gautama đó, thì có một kiếp ngài Bồ Tát có tên là Tên Mí Giá, thì do cái thiện nghiệp của ngài, thì khi mà ngài sinh ra đó, sinh ra là con đồng hoàng tử, là con của vị vua đó. Mà do thiện nghiệp của ngài trong quá khứ ngài làm đó, thì khiến cho ngài nhớ được trong một kiếp quá khứ, như vậy thì ngài có bị đọa trong địa ngục. Chính vì những cái cực hình thống khổ đau khổ không thể nào mà mường tượng được, chính vì vậy á, ngài mới nhớ là chính vì như vậy đó, cái thôi thúc ngài, thúc đẩy ngài tu tập. Và quý vị cũng có biết đó, ngay trong cái thời buổi hiện đại chúng ta đây, quý vị lên Google quý vị đánh đó, có một số trường hợp họ vẫn nhớ lại tiền kiếp bình thường đó quý vị. Có nghĩa là số lượng này không nhiều thôi, nhưng mà phải không không phải không có. Quý vị lên Google đánh đó, nghe những câu chuyện nhớ về tiền kiếp của mình, nhớ tiền kiếp mình, kiếp trước mình làm thế này thế nọ đó. Bởi vậy cho nên quý vị phải ghi nhận việc này cho nó rõ, cho nên đừng có phủ nhận. Tại vì cái đây mình nói là nếu mình phủ nhận, mình khẳng định ở đây là khi mà tái sanh là quên hết thì nó không có đúng với tinh thần trong kinh điển Pali. Cũng xin hai vị đại đức có bổ sung gì thêm không, xin kết thúc câu trả lời ở đây. Tức là có hai điểm mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất là không phải là không thể nhớ mà là khó nhớ. Muốn nhớ như thế, muốn nhớ được thì nó phải có một vài cái điều kiện, chứ không phải chúng ta khẳng định là không nhớ được. Cái thứ hai đó là chúng ta không cần phải chờ đến cái chuyện chúng ta nhớ là kiếp quá khứ, mà như là theo Phật giáo phát triển có một cái câu Hán mà sư thấy rất là hay, đó là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là muốn biết đời quá khứ như thế nào thì cứ coi cái mà mình đang thọ lãnh bây giờ, còn muốn biết là tương lai như thế nào thì cứ coi cái hành động của mình bây giờ. Đó. Thì tức là chỉ riêng cái chuyện mà vui khổ trong kiếp hiện tại thôi,
là mình cũng đủ để mình biết là cái đời quá khứ mình tu tập dở hay là giỏi. Muốn biết đời tương lai của mình á, sướng hay là khổ thì cũng cứ coi kiếp hiện tại mình tu tập dở hay là giỏi, thế là xong. Và bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.